Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã đến với kênh của Hyundai Hyundai. Hôm nay Đào sẽ cập nhật giúp anh chị các bạn nắm được giá xe Accent ở thời điểm tháng 11 năm 2021 lăn bánh các phiên bản là bao nhiêu và số tiền trả trước tối thiểu khi mà chúng ta lấy xe ở thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu. Thì lần lượt là chúng ta có 4 phiên bản lăn bánh, đó là Accent phiên bản số sàn bản tiêu chuẩn thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 444 triệu đồng. Và đối với Accent tiêu chuẩn thì chúng ta chỉ cần đưa trước đó là 107 triệu đồng là chúng ta đã có cơ hội sở hữu ngay một chiếc Hyundai Accent 4 chỗ ở phân khúc B rất là rộng rãi này. Đối với Accent phiên bản số sàn bản full thì lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 510 triệu đồng. Và bản full này thì trả trước chỉ còn 119 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được xe. Phiên bản AT số tự động bản thường thì lăn bánh là 543 triệu đồng và chỉ cần đưa trước là 126 triệu đồng là chúng ta đã có cơ hội sở hữu xe rồi. Phiên bản cao cấp nhất đó là phiên bản đặc biệt lăn bánh bây giờ tại thành phố Hồ Chí Minh là 586 triệu đồng và đưa trước là 133 triệu đồng là chúng ta đã có cơ hội lấy xe. Đối với những anh chị và các bạn nào chúng ta mua xe qua hình thức đó là mua qua ngân hàng thì hiện tại bên mình đang có gói lãi suất hỗ trợ cho khách hàng đó là 0,62% trên một tháng, rất là tốt và cố định luôn cho anh chị và các bạn 7 năm luôn, cố định xuyên suốt 7 năm để giúp cho anh chị và các bạn có nhiều cơ hội hơn và chúng ta tiếp cận mua cái chiếc Hyundai Accent này để phục vụ cho gia đình cũng như là công việc trong dịp cuối năm này. Anh chị và các bạn, nếu như mà chúng ta đang có nhu cầu mua Hyundai Accent thì ở thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh lân cận thì các bạn và các anh chị có thể liên hệ với Đào qua hotline 0931 443 055 để Đào tư vấn cho anh chị và các bạn về giá xe, về các tính năng xe, thủ tục mua xe để các bạn và các anh chị nhận được nhiều thông tin nhất cũng như là giá tốt nhất để chúng ta mua xe nha. Và đừng quên là bấm nút đăng ký kênh và nút nhận thông báo ở bên cạnh để Đào có nhiều động lực hơn để cung cấp cho anh chị và các bạn những clip rất là nhiều cái chương trình ưu đãi cũng như là khuyến mãi giá cả cho anh chị và các bạn. Đến đây thì Đào xin kết thúc clip chia sẻ cập nhật giá xe Accent lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ạ. Xin chào.